Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad L13, cấu hình rất là ok, i7, Gen 10, RAM 16, SSD 512, cấu hình quá mê luôn cho dòng ThinkPad ha. Màn hình 13.3 inch Full HD, mình sẽ quay rõ cái ngoại hình mình và mình báo cái cấu hình và mình báo giá nha mọi người. Bất kỳ video nào của mình cũng đều có báo giá. Cái con L13 này là mã B034. Vỏ là vỏ nhôm, mát lạnh luôn và góc cạnh mình sẽ quay rõ ràng nha. Đây thì cái màu đen. Đây vỏ nhôm thì mát và mọi người, và mình thấy là nó cũng tương đối sạch nè. Và ban đêm quay nó không có bị cái chỗ này thì có cái dấu nè, hơi cũng không có ăn thua gì, giống như bút chì kẻ lên nó rất là nó mịn thôi, không có vấn đề gì hết. Hơi nhạt màu chút xíu xíu chỗ này. Chữ ThinkPad vẫn ok. Đây mọi người, cũng cái đó cũng giống như cái dấu hơi mòn nhẹ đã qua sử dụng thôi, nhưng mà bởi vì vỏ nhôm cho nên nó rất là mịn và nó mát. Không nó hề cấn một cái cạnh hay gì luôn á. Đây là cái dấu hơi mòn, cái dấu mòn đã qua sử dụng, mòn hơi cái sơn nhẹ nhẹ thôi mọi người. Sơn đen nhẹ nhẹ và ra nguyên cái nhôm sáng trưng luôn á. Cái nhôm như thế này nè. Cái vỏ của nó là vỏ nhôm. Nhìn là khá sạch sẽ ha. Chỉ có là những cái vết hơi mòn nhẹ thôi, rất là nhẹ. Đây cũng vậy, nó mòn thôi, nó không hề bị cấn nha mọi người. Nó cũng không đáng kể gì đâu. Đây là ngõ sạc Type-C, ngõ kết nối Type-C nè. Ngõ này là ngõ cũng ra cái mạng LAN đó mọi người. Bên này là USB, tai nghe. Mấy góc cạnh này cũng hơi cái mòn sơn rất là nhẹ thôi. Nó mòn nha mọi người chứ không phải là nó cấn. Nó cấn là khi mọi người đưa cái tay như thế này nó sẽ cộm. Ngõ này nó rất là mịn luôn. Góc cạnh là ok. Bên này thì có HDMI nè, có USB, thẻ nhớ. Rồi đây là nút nguồn. Giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn. Màn hình là 13.3 inch, màn hình Full HD nha mọi người, sáng đẹp, màn đẹp không lỗi lầm, có thể gập 180 độ như thế này. Phím thì có hơi bóng nhẹ nhưng không bị mờ mòn một chữ nào luôn mọi người, như vậy là cũng tương đối sạch sẽ. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, mọi người dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha, giữ được cái bản chất êm mềm dinh xịn của phím Nhật này là tương đối sạch nè mọi người. Góc cạnh ở đây thì cũng sạch sẽ, nó có cái dấu đã qua sử dụng thôi. Chỗ này cũng vậy, nó hơi bóng rất là nhẹ, không ảnh hưởng nhiều. Tại vì ban đêm như thế này quay rất là dở, tại vì quay là cái bóng đèn á mọi người, đây này nó soi vô làm cho đáng lẽ là nó cũng không bóng bao nhiêu thì nó thành bóng nhiều. Ví dụ như vậy, không ảnh hưởng gì hết. Đây là i7 Gen 10 nha. Bây giờ mình quay cấu hình. Đây mọi người, i7 Gen 10. Rất là thoải mái cho ai mà thích máy khỏe. RAM 16GB. SSD là 512, màn là đẹp, độ phân giải màn hình là Full HD, mình bấm luôn 1920x1080 nha. Máy là pin trên 3 giờ và mình có check series máy luôn, máy sản xuất đầu năm 2021 nha mọi người. Quá ok, hoàn hảo từ đầu tới cuối, chỉ có đã qua sử dụng thì nó có cái dấu hiệu nhẹ đã qua sử dụng thôi, còn lại là ok hết nha. Rồi, và mình báo giá mọi người, giá thì cực kỳ hấp dẫn. Thực sự là cái đầu hè này là cái giá là cực kỳ tốt luôn mọi người. Giá laptop hiện nay là cực kỳ tốt luôn. Giá con này chỉ có 7 triệu 9 thôi, cho con i7 Gen 10 RAM 16, SSD 512, 13.3 inch Full HD không lỗi lầm, sản xuất 2021 của ThinkPad. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Ai chốt thì inbox mình, này thì mình có một con thôi. Và mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha.